Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Đài Việt Mỹ Television. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ Đại ủy Công an tỉnh Đắk Lắk bị bắt. Trong thời gian công tác tại phòng tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk là một Đại ủy Công an đã nổ răng mình có khả năng xin cho những người đi nghĩa vụ chuyển qua làm Công an chuyên nghiệp để lấy của những nạn nhân nhẹ dạ số tiền là 2.5 tỷ đồng tiền Việt Nam. Báo Người lao động dẫn tin vào chiều ngày 25 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Tuất, 36 tuổi, ngụ phường Tân An, thành phố Buôn Mê Thuột, để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 10 năm 2017, thì ông Tuất đang là đại úy phó đội trưởng đội tuyển sinh, phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh Đắk Lắk đã bắn tin với ông Nguyễn Như Hậu, ngụ tỉnh Nghệ An và bà Mai Thị Thu ở huyện ở huyện cư Em Go, tỉnh Đắk Lắk rằng mình có khả năng xin cho em của họ được đi nghĩa vụ để rồi sau đó chuyển vào, chuyển vào làm công an chuyên nghiệp. Tin báo chí Việt Nam cho biết, bằng thủ đoạn này ông Túc đã lừa nhận tiền của ông Hậu là 2.33 tỷ đồng Việt Nam, bà Thu 200 triệu đồng Việt Nam. Ngoài ra, ông Túc còn hứa hẹn xin chuyển từ nghĩa vụ vào công an chuyên nghiệp cho 11 trường hợp khác. Tuy nhiên, sau khi nhận hơn 2.5 tỷ đồng Việt Nam thì ông Tuất không thực hiện lời hứa mà chiếm đoạt để bài bạc tiêu xài cá nhân. Qua điều tra đến nay ông Tuất chỉ trả lại cho ông Hậu và bà Thu mỗi người 10 triệu đồng và hiện ông Tuất không còn tài sản để bảo đảm việc trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho những người mà ông lừa gạt. và Petrolimax bất ngờ xin rút khỏi dự án lọc dầu 6 tỷ mỹ kim ở Nam Vân Phong. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho biết là tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex vừa xin nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho dừng dự án tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong trị giá là 6 tỷ mỹ kim ở tỉnh Khánh Hòa. Với lý do là để tập trung nguồn thực lực hiện các dự án khác. Truyền thông trong nước vào hôm thứ Ba ngày 25 tháng 9 dẫn lời đại diện vụ công nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ Cộng sản Việt Nam nói rằng đề nghị của Petrolimax là một bất ngờ. Bởi lẽ hồi tháng 1 năm nay thì Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đã giao Bộ Công Thương xem xét các đề nghị về chính sách ưu đãi cho dự án này. Đến nay thì Bộ Công Thương chưa hoàn tất báo cáo mà Petrolimax đã xin rút lui về phía Bộ Tài chính thì đại diện của bộ này tại cuộc họp là Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đồng ý với đề nghị rút lui của Petrolimex vì trước đây chính bộ này đã từng yêu cầu dừng dự án lọc hóa dầu Nam Vân Phong vì những vấn đề khả năng tài chính. Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chấp thuận vào năm 2008. Dự án có kinh phí khởi đầu là 4.4 tỷ uh, tiền Việt Nam đến 4.8 tỷ À, thưa quý vị 4.4 tỷ Mỹ Kim đến 4.8 tỷ Mỹ Kim dự trù đặt tại huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa đến cuối năm 2014 thì Petrolimix ký một thỏa thuận chiến lược với công ty GX Nippon Oil and Energy mở đường cho công ty Nhật Bản này tham gia đầu tư vào dự án lọc hóa dầu Nam Vân Phong và thị trường bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam. Quy mô của dự án khi đó được định giá lại là từ 6 đến 7 tỷ Mỹ Kim thưa quý vị. Bản tin tiếp theo liên quan đến Đồng Tháp thì thưa quý vị trong khi chờ mổ khám tử thi, một người đã chết bất ngờ sống lại. Người may mắn trở về từ quả chết là anh Lê Văn Minh, 39 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Theo báo Dân Trí thì anh Minh được bác sĩ của bệnh viện ở Sài Gòn tiên lượng tử vong nên cho gia đình chuyển về lo hậu sự. Tuy nhiên anh may mắn được bệnh viện đa khoa Sa Đéc kịp thời phát hiện cứu sống. Báo Dân Trí dẫn lời bà Trương Thị Bảy mẹ vợ của anh Minh cho biết vào ngày 10 tháng 8 thì anh Minh đi làm thuê cho lò gạch ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Trong lúc trèo lên nóc nhà dỡ mái tôn không may bị té từ trên cao xuống. Khi vào bệnh viện, bác sĩ kết luận bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, máu tụ trong não, cần phẫu thuật mới có thể cứu sống. Anh được bác sĩ bệnh viện đa khoa Sa Đéc mở mổ mở hộp sọ lấy máu tụ. Sau khi bệnh nhân ổn định thì gia đình xin chuyển lên bệnh viện ở Sài Gòn để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, sau vài ngày điều trị ở Sài Gòn thì anh được bác sĩ cho về nhà lo hậu sự với lý do là khả năng sống còn chỉ là một phần trăm. đó là theo báo dân trí cho biết tôi nghe bác sĩ ở sài gòn báo minh chết nên trở về quê người nhà đã chuẩn bị việc mai táng xong xuôi và trong khi gia đình chờ bác sĩ pháp y đến khám tử thi thì làm rõ nguyên nhân vì minh bị tai nạn lao động chúng tôi còn chần chừ không cho mổ khám tử thi thì một hồi thấy minh thở mạnh lên Thế vậy bác sĩ vào xem và nói Minh còn sống nên chuyển đến bệnh viện đa khoa Sa Đéc tiếp tục điều trị. Bà Bảy kể với báo dân trí như trên. Hiện anh Minh đã hồi phục sức khỏe, nhận biết được mọi người xung quanh ăn uống được nên bác sĩ bệnh viện Sa Đéc đã cho về nhà. Cũng tại Việt Nam, thưa quý vị, một bản tin sau đây liên quan đến Việt Nam cũng cho biết là chiến hạm hải quân Tân Tây Lan vào cảng Việt Nam. Vào sáng thứ ba, thì tàu khu trục Tenmenor cùng gần 200 thủy thủ đã nhập cảng Sài Gòn bắt đầu chuyến thăm Việt Nam dài 4 ngày. Đây là một trong hai chiến hạm chủ lực của Hải quân Hoàng gia New Zealand. Bên cạnh tàu Tikahar từng ghé cảng Đà Nẵng vào tháng 6 năm 2017. Tàu Timena dài 118 thước, rộng 15 thước, có sàn đáp trực thăng ở đuôi tàu. Trực thăng hải quân S-8 uh, 2 là Super Seasprite bên trong tàu khu trục có chứa năng uh, chức năng giám sát chống tàu ngầm, đồng thời có khả năng di tản y tế, tìm kiếm và cứu hộ. Năm 2000, con tàu này được cử đến đảo Solomon, chuẩn bị cho công tác sơ tán cứu nạn 225 người New Zealand khỏi cuộc xung đột sắc độc trên đảo. Thuyền trưởng của tàu là Trung tá Lisa Hon, là nữ quân nhân đầu tiên trong lực lượng hải quân New Zealand giữ vị trí chỉ huy của tàu khu trục. Tiếp theo phần tin Việt Nam kêu ca về giá điện trên Facebook bị hợp tác xã ở Hà Tĩnh cắt điện. Thưa quý vị, hàng chục gia đình ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bị cắt điện sau khi họ lên Facebook than viện về hiện tượng giá điện tăng vọt. Truyền thông trong nước cho hay là hợp tác xã kinh doanh tổng hợp điện Thành Tâm đã thu thập tên tuổi và địa chỉ của từng người đã lên Facebook kêu ca về giá điện, rồi gửi cho mỗi nhà một thư thông báo. Thư này nói rằng nếu khách hàng thấy giá điện không hợp lý, nguyên nhân có thể là do đồng hồ điện của họ bị hư. Trong thư, hợp tác xã đề nghị họ mang đồng hồ điện đi kiểm định. Nhưng trên thực tế thì một số gia đình đã bị hợp tác xã tự ý cho người đến tháo đồng hồ điện mang đi. Và hậu quả là những nhà đó không còn có điện. Báo mạng người đưa tin dẫn lời cư dân Nguyễn Thị Hoa cho biết, sau khi bà kêu ca về giá điện trên Facebook, nhà bà đã bị cắt điện từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 9. Sau đó hợp tác xã đã tự ý cho người đến tháo đồng hồ điện. Kết quả là gia đình bà Hoa tiếp tục không có điện để sử dụng. Được biết, Hợp tác xã Kinh doanh Tổng hợp Điện Thành Tâm cung cấp điện cho gần 3.000 gia đình ở xã Cảm Nhượng với giá cao hơn 15% so với giá điện của nhà nước. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang bỏ dần mô hình phân phối điện kiểu Hợp tác xã đứng ra làm đại lý. Nhưng ở tỉnh Hà Tĩnh thì việc chuyển đổi mô hình không bắt buộc cho nên còn một số địa phương vẫn giữ kiểu phân phối điện theo thời xưa thưa quý vị. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin Việt Nam vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay của Đài Việt Mỹ Television. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi quý báo của uh, quý vị và xin hẹn gặp lại quý khán thính giả vào chương trình tin tức lần sau. Thân ái kính chào quý vị.